Bài này chúng ta sẽ phân tích mạch tính tích phân sử dụng ốc êm. Thì chúng ta có sơ đồ mạch như sau. Đây là ngõ vô trừ, đây là ngõ vô cộng. Nó ra với ao. Ở đây người ta sẽ hồi tiếp bằng một cái con tụ điện này. Con tụ điện này mình đặt là CF. Còn điện áp ngõ vào VI nó sẽ được đưa qua thông qua một cái con điện trở, đặt là RI. Chân cộng nối xuống mát. Điểm này mình đặt là A. Điểm phía dưới này mình đặt là B. Thì cái mạch này nó giống như là mạch từ từ giống như là mạch khuếch đại đảo. Nhưng mà thay vì hồi tiếp bằng điện trở thì người ta hồi tiếp bằng tụ điện. Và nó ngược với lại cái mạch tính vi phân. Mạch vi phân thì con điện trở RI thì người ta dùng tụ. Dùng tụ. Còn cái chỗ tụ CF thì người ta dùng điện trở. Còn mạch tích phân thì nó ngược lại. Và chúng ta nhớ bữa trước là chúng ta có học cái biểu thức là tính dòng điện qua tụ là bằng I là bằng C dV chia dt, đúng không? Thì bạn nào chưa biết cái biểu thức này thì xem lại cái bài trước mình đã hướng dẫn ở cái bài là mạch tính vi phân. Bài hôm nay chúng ta chỉ sử dụng lại cái biểu thức này thôi. Thì ở đây chúng ta có chúng ta đi tìm cái quan hệ giữa VAU và VI, điện áp ngõ ra và điện áp ngõ vào. Thì ở đây chúng ta có VA bằng VB. Mình viết ở trên đây luôn nha. VA bằng VB bằng 0, tại vì điểm B nối xuống mát. Như vậy là chúng ta xem như là cái điểm A nối xuống mát luôn. Ở đây chúng ta có cái dòng điện II và ở đây là IF. Thì chúng ta có II sẽ bằng IF tại vì dòng đi qua op em là bằng 0 rồi. Không rồi cho nên II bằng IF. II là dòng đi từ VI qua con điện trở RI. Cho nên cách tính của nó sẽ bằng là VI chia cho RI. Tại vì điện áp của điểm A là bằng 0. Cho nên hiệu điện áp trên hai đầu của RI nó sẽ bằng VI luôn. VI chia cho RI bằng IF. IF thì nó sẽ bằng gì? IF chính là dòng điện đi qua con tụ điện này. Thì sẽ bằng C dV chia dt. C ở đây mình đặt là CF, CF. D V ở đây là VAU chia dt. Tại vì dòng điện trên hai đầu tụ điện, cái điện áp trên hai đầu tụ điện này chính bằng VAU luôn. Các bạn thấy nè, VAU này đi qua con điện trở CF và đi tới điểm A, và điểm A này xem như nối mát, cho nên cái điện áp trên hai đầu tụ điện CF chính là bằng VAU. Và cái dòng điện này nó sẽ ngược chiều với lại IF, cho nên nó phải có thêm cái dấu trừ nữa. Chúng ta chuyển quế. Ở đây chúng ta cần tính VAU, cho nên chúng ta sẽ chuyển về những cái gì mà có VAU chúng ta chuyển sang với bên trái. Như vậy là chúng ta có DVAU. DVAU chia dt sẽ bằng DVAU chia dt sẽ bằng trừ VI chia cho RI nhân cho CF. Bây giờ chúng ta thấy cái biểu thức này nó có đạo hàm. Bây giờ chúng ta muốn bỏ cái đạo hàm này đi thì chúng ta sẽ lấy nguyên hàm hai vế lên, đúng không? Thì nguyên hàm của đạo hàm thì nó sẽ mất đi cái đạo hàm, nó chỉ còn lại cái hàm số thôi. Về ao sẽ bằng phía bên này thì nó sẽ bằng nguyên hàm của trừ VI
chi ri nhân cf nhân cho dt. Không, chúng ta nhân dt lên đây, sau đó lấy nguyên hàm hai vế thì nó sẽ được cái biểu thức này. Như vậy là v out sẽ bằng, ở đây chúng ta có ri và cf, nó là hằng số nha, tại vì ứng với mọi mạch này nè, thì chúng ta có điện trở ri là xác định rồi, cf cũng là xác định luôn rồi, cho nên cái 1 chia cho ri nhân cf nó là hằng số chúng ta đưa ra ngoài, ở phía bên trong sẽ còn lại là vi nhân với lại dt. Và như vậy là chúng ta có được cái biểu thức tính điện áp nó ra. Chúng ta đóng khung cái biểu thức này lại, chúng ta chỉ cần nhớ cái biểu thức này thôi. Thì đây mình có 1 chia cho ri nhân cf là cái hệ số cách đại của mạch này, dấu trừ này chứng tỏ là điện áp ngõ ra nó sẽ bị đảo pha 180 độ so với điện áp ngõ vào, tại vì cái mạch này tín hiệu ngõ vào được đưa vào cái chân trừ của op amp cho nên nó sẽ bị đảo. Rồi, còn ở đây là nhân cho nguyên hàm của VI nhân DT. Cái dấu này gọi là nguyên hàm hoặc là tích phân cũng được, tích phân không có cần. Cho nên cái mạch này được gọi là mạch tích phân, tại vì cái điện áp ngõ ra nó có quan hệ với điện áp ngõ vào, nó sẽ bằng một cái hệ số cách đại nhân cho tích phân của điện áp ngõ vào, cho nên nó gọi là mạch tích phân.